Xin kính chào các quý vị, Vâng, hôm nay tại shop Altina số 5 ngõ 198 Thái Hà có một chương trình rất đặc biệt Đó chính là ngày giám đốc kỹ thuật cũng như giám đốc bán hàng của hãng Maxitot đã đến Việt Nam Chơi thăm và uh, truyền những kinh nghiệm và uh, chúng tôi có nhiều buổi trải nghiệm để nói chuyện với ngài Về xem cái trình độ audio cũng như là cái sự hiểu biết sâu của uh, các đô file đối với hãng Maxitot như thế nào Với tôi, tôi thấy đánh giá đây là một hãng rất là cao, có bây giờ truyền thống đến 75 năm và vì những người đam mê audio hãng Maxstot đưa luôn ra dòng sản phẩm rất là nhiều dòng sản phẩm khác nhau đó là bán dẫn này, đèn này. Và hiện tại năm nay có một sự kiện gì mới không? Chúng ta sẽ xem chính thức ngày là gì. Xin chào. Hello. Để thử mấy trước. All right, so thank you Mr. Winky for joining us tonight. Mm -hmm. so Mike So is really have a really long journey in the audio industry. Yes. And during that time, we created a lot, a lot of interesting uh, features and also technologies. Mm. So the latest technology is. Can you share a little bit about the latest technology, which is the hybrid drive? Yeah. And sure. also, can you introduce us a little bit about the um, system over here? So we have the newest uh, power arm mm. belongs to the hybrid drive uh, family, yes. the MC four five one. So can you share a little bit about that as well? Sure. Yeah. Okay, thank you. And uh, hello to uh, all Wheatland Macintosh fans. Okay, I'm happy to uh, introduce our latest system. Uh, the technology is based on the uh, hybrid drive. Uh, actually, as we understand, Macintosh has almost 75 years of uh, experience to produce an uh, audio uh, component. And in the beginning, they are specialty to produce vacuum tube amplifier. And then, since around 1970, they start to reproduce solid state. And then, around year 2000, they start to reproduce. Uh, they start to produce both vacuum tube and solid state, and also. Macintosh is one of a very few brand of audio company that receive both respectful for solid state amplification as well solid state amplification. So here uh, we have uh, our latest MC four five one. Actually, it is a uh, hybrid drive dual mono power amplifier. It obtain uh, 150 watt, welcome to power amp as well, 300 solid state power amp inside. Plus, there are uh, electronic crossover to control both amplifier to drive the speaker. À, lời đầu tiên thì Mr. Winky cũng gửi đến một lời chào đến với các audiophile ở Việt Nam nói chung và các file thâm mộ của Macintosh nói riêng. Thì trước khi mà mình đi sâu vào cái hệ thống ở đây á thì à, à, bác Winky cũng đã chia sẻ một chút về cái hành trình của Macintosh khi mà cho ra đời cái hệ thống hệ sinh thái sản phẩm này. Thì à, như mọi người biết thì Macintosh cũng đã có một cái lịch sử rất là lâu đời gần 75 năm, bắt đầu từ năm 1949. Thì... À, ngay từ khi bắt đầu á thì ăn đã sản xuất những chiếc uh, Amplifier là bằng bóng đèn, những cái Ampli bóng đèn, những cái Ampli chạy bằng bóng đèn và cho tới khoảng thập niên 1970 thì họ bắt đầu uh, đọ, sản xuất những cái uh, Amplifier bán dẫn và cho tới tầm khoảng năm 2000 thì họ bắt đầu là uh, sản xuất lần uh, sản xuất đồng thời cả đèn và bán dẫn. Có thể nói rằng họ là một trong có thể nói là uh, một trong những cái thương hiệu uh, mà thành công và được nhiều người đánh giá cao trên cả hai lĩnh vực đó là đèn và bán dẫn. Và từ cái sự tin dùng, cái tin tưởng của người dùng và cái sự nghiên cứu của họ thì họ cũng đã phát triển nên một cái công nghệ rất là đặc biệt, rất là độc đáo được gọi là công nghệ Hybrid Drive là sự kết hợp giữa đèn và bán dẫn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói tới cái con uh, power Arm mới nhất của họ thuộc cái hệ thống uh, Hybrid gia đình Hybrid Drive này. Thì đây là mẫu MC451 là mẫu uh, Dual Mono Power Amplifier thì cái đặc biệt của nó chính là uh, đây có thể được coi là cái có nghĩa là người em của mẫu MC 901 khi mà phần đèn sẽ là 150 w và để dùng để tải uh, uh, giải trung và giải cao đồng thời là sẽ có giải trầm là 350 w Đây là một điều rất là lạ và đặc biệt vì chúng tôi cũng đã từng chơi và nghiên cứu với chức, chúng tôi trước đây chỉ có PD đèn và phần công suất thì sẽ đánh theo kiểu bán dẫn thì nó cũng không ra được một cái chất âm như mong muốn nhưng mà đúng năm nay hiện thực đã thành hiện thực hãng Maxtot đã đưa ra một công nghệ hybrid drive đây là một trong những công nghệ rất lạ và đặc biệt tức là tận dụng luôn cả một chiếc âm ly hoặc một chiếc power này là giống như thế để chơi được một lúc ba định dạng đó là vừa chơi solid state, tức là chơi bắn dẫn, vừa chơi được đèn Và kết hợp cả hai trong một, thì đây đó là một điều rất tuyệt vời để dành cho các điều phai Và khi các bạn thấy hãng Maxtos này, các điểm nhấn của bạn là gì? Đó chính là một màu xanh lá, đấy là một màu xanh rất tuyệt vời của hãng Maxtos Đến từ nước Mỹ Và khi chúng ta nhìn thấy một bộ dàn chuyên suốt thế này thì tôi nghĩ đây là một bộ dàn rất là mát với nhau và nó là Có một cái vẻ đẹp Coi như là rất là đặc trưng của người Mỹ Tức là đó chính là một cái sự mạnh mẽ khỏe khoắn nhưng mà vẫn giữ được một nền tảng ấm áp của hệ thống âm ly bóng đen Và bây giờ cũng có thể uh, qua ngài giám đốc đây thì có thể chia sẻ sâu hơn một chút về cái dòng uh, 451 này thì nó có cái gì khác mà khi chúng ta chơi thì chúng ta sẽ phối ghép và đấu như thế nào và nó có được lợi thế gì qua những cái nút tinh chỉnh và cách cái sử dụng nó Ok, so Mr. Winky uh, Before the hybrid drive exists, we usually have the combination between 2 preamp and uh solid state power amp but yes. uh it does get us uh the, the 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 quick and the fast of the uh transitor mm. and also the sweet and the warm of the uh tube yeah. but it's not very well until we find out until mantos created the hybrid drive mm. so can you tell us more about it and also how the system over here work so mm. compile all the hybrid drive combination into one system how it will uh um, work with the audio system. Okay, sure. Okay. Uh, actually, uh, the technical background of a uh, hybrid drive is uh, based on the uh, Macintosh, very well accepted by the uh, end user. They use our vacuum uh, 2 PM, matching with our solid state power amp, Okay. Actually, it's back to around. Year two thousand, okay, and from now is already more than twenty years, okay. So in this uh, few years, we step by step to develop tube plus solid state. However, integrate two features in one chassis or one unit, okay. So it is the technical background of the hybrid drive, okay. So for example. The system here, MC four five one, is the latest product produced in uh, two thousand twenty three. Okay, so it's a hundred percent hyper dry product. As well here, we have a C twelve thousand. Actually, it is also hyper dry SACD. Okay, and also the lower part actually it's a P amplifier. The model called C12000, actually it is also hybrid dry PM, okay? So let me explain more about how the hybrid drive uh, philosophy apply on the unit, okay? For example, for the MCD12000, actually it, it, it contain three parts of the feature inside. Okay, first, of course, we have a CD, yes. SACD driver. Okay. And then inside is a very, very high quality DA converter. That DA converter can decode the digital signal from the CD and SACD, but, however, as well, can receive the external digital signal, for example, from your TV from your portable digital player, from your other streaming machine, it can decode the external digital signal and then con convert to an analog. and then further, the analog circuitry, there are two parts. one is a welcome 2 amplification circuitry, and then second is a solid state amplification uh, circuitry. so it means uh, the DA converter convert the signal to analog, and then the signal will go through both welcome tube and solid state circuitry, and then you can select which output you want to use. For example, now the system we connect it we connect welcome tube output signal. So that means the balance cable send the uh, welcome to, signal to the P-amplifier, okay? And the P-amplifier C12000, actually, it is a uh, two chassis, uh, dual mono, fully balanced amplifier, P-amplifier. And also, it apply the same technology, hybrid dry as I explained on the m. CD 12000, it had two amplification circuitry, one for solid state, one for welcome tube. So that means customer can select either signal very easily on the front panel or on the remote. Okay? And now today we connect the PM welcome tube output to the MC451. Okay, and then for the MC451, uh, as I talk, actually it's a dual mono power amplifier. There are two amplifiers inside. One is a 150 volt, welcome tube. And then, 300 volt solid state. In order to control both signal, okay, we equip uh, electronic crossover inside so that we can easily to control the frequency response, to deliver to both amplifier for the amplification, as well control the welcome tube gain, so it means the loudness or the volume of the welcome tube, so the machine can well matching with the loudspeaker, we are driven, and then we can uh, very easily to control the loudness in between tweeter mid-range and the mid base and the base. So it the function for the hybrid drive. Vâng, thì uh, như bác Quyên Kiên vừa mới chia sẻ, thì cái công nghệ hybrid drive này lại là một cái công nghệ được lấy uh, rất là được lấy rất là nhiều ý tưởng từ về phía người dùng của máy tốc Có nghĩa là từ những năm 2000 á, thì người dùng của máy tốc đã bắt đầu kết hợp những cái bộ mà preamp đèn và power amp bán dẫn với nhau và từ đó họ đưa những cái ý kiến của họ yeah. về cái trải nghiệm của họ đến với mắt anh tóc và mắt anh tóc cũng nhận những cái ý kiến này tiếp thu những cái ý kiến này và bắt đầu họ phát triển một cái công nghệ yeah. mà có thể kết hợp cả đèn và bán dẫn vào cùng một cái thiết bị để có thể mang lại cái thứ nhất là sự tiện ích cho người dùng yeah. và cái thứ hai đó chính là một cái trải nghiệm âm nhạc mà gọi là uh, hoàn chỉnh uh, hơn bao giờ hết yeah. Yeah, vâng. thì đầu tiên thì bác winky cũng vừa mới giới thiệu sơ lược về cái hệ yeah. thống chung của chúng ta ở đây đầu tiên chúng ta sẽ có một con MCD 12.000 Được. và con MCD 12.000 này cũng thuộc cái gia đình hybrid drive này. Được. thì như bác Kỳ vừa mới chia sẻ thì chúng ta sẽ có 3 phần ở trong cái con MCD 12.000 này. phần đầu tiên đó chính là cái phần đầu, đầu đĩa. Được. thì MCD, dạ đúng rồi đầu cái, cái, cái phần cơ đó. Được. thì MCD 12.000 vốn là một cái sản phẩm SACD CD player Được. thì nó sẽ có một cái phần cơ để mình có thể đọc đĩa. Phần thứ hai đó chính là phần DAC DAC Đà. Thì phần DAC đó không chỉ giải mã những cái tín hiệu từ những chiếc đĩa Mà người dùng còn có thể sử dụng nó để giải mã những cái tín hiệu từ những cái nguồn digital bên ngoài Ồ, Chẳng hạn như là dạ vâng, Thì MCD 12000 này cũng được trang bị uh, bảy ngõ vào digital khác nhau Đà. để cho người dùng sử dụng dạ. Và điểm thứ ba điểm và cũng là điểm đặc biệt nhất của con MCD 12000 này Đó chính là cái phần uh, <laughs> mạch analog Thì mạch analog của MCD 12000 này sẽ được chia thành hai phần Phần đầu tiên đó chính là phần đèn và phần thứ hai đó chính là phần bán dẫn. Thì khi mà bộ uh, DAC giải mã xong tất cả dạ. những cái tín hiệu thì uh, chúng sẽ bắt đầu truyền tải những cái tín hiệu này đến mạch uh, chuyển đổi uh, cái tín hiệu digital thành dạ. analog. Dạ vâng. Thì chúng sẽ bắt đầu truyền tải những cái tín hiệu này đến cái phần mạch analog và uh, thì cả hai mạch analog đó đều sẽ nhận được tín hiệu và tới, tới lúc này người dùng sẽ được lựa chọn việc là mình đang chơi mình sẽ nghe bằng đèn hay là nghe bằng bán dẫn thì như cái hệ thống ở đây thì chúng ta đang sử dụng đèn rất là dạ đúng tiện không? đúng không? Dạ đúng rồi. Thì uh, mình sẽ sử dụng uh, một cặp balance để nói với lại con C12.000 C cộng ST ở đây. Yeah. Thì đây cũng là cái preamp đầu bảng hiện nay của Anh Tóc và cũng là một trong những cái thành viên của gia đình Hybrid Drive. Bản thân C12.000 này cũng được trang bị hai uh, hai bộ phận đó chính là đèn và bán dẫn. Thì các tín hiệu từ MCD 12 ngàn này chuyển xuống C12 ngàn này sẽ được xử lý và ở đây người dùng lại tiếp tục được chọn lựa giữa đèn và bán dẫn thì tùy theo cái gu âm nhạc của mình và mình sẽ chọn lựa một cái thích hợp từ C12 ngàn này thì chúng ta sẽ dẫn đến hai con bao đây là hai con bao mới nhất của máy yeah. tóc vừa ra đời vào năm nay 2023 oh. vâng thì MC451 bản thân của nó có thể nói là uh, cái, về cái thiết kế về cái triết lý thì cũng giống như MC901 có nghĩa là bản thân nó cũng sẽ chứa đựng hai power amp một đèn và một bán dẫn thì về power amp đèn thì nó sẽ có công suất là 150 w sử dụng cho phần giải trung và giải cao còn phần uh, bán dẫn 350 w thì sẽ sử dụng cho giải trầm thì uh, tín hiệu khi đưa vào đây thì sẽ đưa sẽ được đưa qua một cái bộ phân tầng uh, đặc biệt của mái tóc thì cái bộ phân tầng này sẽ bắt đầu uh, nhận những tín hiệu nào thuộc về phần trung và phần cao sẽ di chuyển sẽ đưa vào cái phần mà khuếch đại bằng đèn và những cái tính tầng những cái tín hiệu nào thuộc về phần giải trầm thì sẽ đưa vào phần uh, phần khuếch đại tín hiệu bằng bán dẫn thì ở phía sau mọi người cũng sẽ thấy là sẽ có một cái hệ thống điều chỉnh mạch phân tầng cùng với lại cái âm lượng của đèn thì cái này được uh, máy anh tóc chế tạo ra để người dùng có thể uh, tùy chỉnh để phù hợp với lại cái dòng la mà mình đang sử dụng ở đây thì như vậy thì mọi người sẽ có được một cái trải nghiệm gọi là vừa đèn vừa bán dẫn mang lại cái giải trung cao ấm áp và ngọt ngào của đèn đồng thời là một cái giải trầm rất là uy lực và rất là tốc uh, có, có tốc độ nhanh của bán dẫn vâng hôm nay thì uh qua đây thì cũng rất là cảm ơn ngài Vinh Kỳ đã đưa ra một cái giải pháp cũng như là hướng dẫn cho chúng ta biết được một bộ prepao cũng như là của hãng tốt mà trong đó là trong của gia đình hybrid đây là một trong những bộ đề bao hiện tại bây giờ là số 1 của hãng tốt và các bạn có thể đến thiên hà để trải nghiệm để nghe để nhìn thực tế xem bộ prepao này có gì khác biệt và chúng tôi sẽ hẹn các bạn youtube tới để sẽ xét uh, và nghe thử và test thử trên một hệ thống mà thiên hà setup để dành cho các quý vị và xin chào các bạn và hẹn quý vị vào thứ phút sau.